Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. 6 năm sau chuyến thăm lần thứ hai, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm lại Việt Nam vào ngày 12 đến 13 tháng 12. Báo Dân Trí có bài viết. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhiều học giả Trung Quốc đánh giá rằng chuyến thăm lần này của ông Tập là cơ hội để củng cố hơn nữa các kết nối về mọi mặt giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ chính trị tới giao lưu nhân dân, từ kinh tế, thương mại tới chuyển đổi số. Giáo sư Vương Cần thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Hà Môn, Trung Quốc cho biết, chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời làm sâu sắc thêm sự hợp tác sâu rộng, đa tầng và trên mọi phương diện giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Việt Nam khi hai nước cán dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương, kỷ niệm 15 năm thiết lập đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc 2008-2023. Theo giáo sư Vương, trong chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến chủ yếu thảo luận về định hướng chiến lược mới nhằm tăng cường quan hệ Việt-Trung. Ông Vương cho biết, trong tình hình quốc tế và địa chính trị mới, việc nâng cao định hướng chiến lược mới trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam có liên quan tới sự phát triển chung và dài hạn trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm của ông Tập là sự kết nối truyền thống thăm hỏi, tiếp xúc cấp cao trong lịch sử gần 75 năm quan hệ Việt-Trung. Những lần tiếp xúc ấy đã đóng góp vào xu hướng nhìn chung là đi lên của quan hệ song phương. Giáo sư Tra Đạo Huỳnh thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế, Viện Hợp tác Nam-Nam Đại học Bắc Kinh cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng không rời, có quan hệ kinh tế, xã hội, văn hóa sâu rộng. Xã hội và người dân cả hai nước đều được hưởng lợi từ mối quan hệ ngoại giao ổn định giữa hai bên. Giáo sư Tra cho rằng, các chuyến thăm thường xuyên giữa lãnh đạo Việt-Trung không chỉ khẳng định sự giao lưu giữa xã hội và nhân dân hai nước, mà còn đem lại sự đảm bảo ở bình diện chính sách cho việc hai nước tiếp tục những tương tác thân thiết. Dù quan hệ Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn một số bất đồng, hai nước đã khẳng định sẽ xử lý thỏa đáng trên cơ sở, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, giữ gìn cục diện quan hệ Việt-Trung, theo tuyên bố năm 2022. Cũng theo giáo sư Tra nhận định, trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam và Trung Quốc đã tìm ra cách hòa hợp với nhau dựa trên phương châm cầu đồng tồn dị, sự hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực ấy là hình mẫu để các nước khác tham khảo. Một trong những số liệu thể hiện mối liên kết vững chắc giữa Việt Nam và Trung Quốc là các con số về kinh tế, thương mại, đầu tư. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam nhiều năm liên tục, còn Việt Nam là đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN. Trong 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt-Trung đạt 155,58 tỷ đô la Mỹ, gấp khoảng 8 lần quy mô hơn 10 năm trước. Giáo sư Vương chỉ ra rằng nền kinh tế Trung Quốc-Việt Nam có tính bổ trợ cao và hợp tác kinh tế giữa hai nước có tiềm năng lớn. Chẳng hạn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam, đặc biệt là điện tử, điện thoại di động, máy tính, dệt may, máy móc thiết bị và các ngành công nghiệp khác đã trở thành điểm nóng đầu tư của các công ty Trung Quốc. Ông cho biết, Trung Quốc có lợi thế về vốn, công nghệ và thị trường, trong khi Việt Nam là nước thị trường mới nổi đang phát triển nhanh với lợi thế về chi phí lao động. Những năm gần đây, Việt Nam đã đưa ra một loạt chiến lược và chính sách phát triển quốc gia trung và dài hạn, như quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Giáo sư Vương nhận định rằng điều này đã tạo ra không gian hợp tác rộng rãi cho Trung Quốc và Việt Nam trên nhiều cấp độ, ở mọi mặt và trên nhiều lĩnh vực. Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc đã thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn tới Việt Nam, như Xiaomi bắt đầu sản xuất smartphone tại Thái Nguyên hay tập đoàn BYD muốn sản xuất xe điện. Tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa hai nước cũng là nội dung được đề cập nhiều trong các cuộc trao đổi giữa quan chức và lãnh đạo hai nước gần đây, nhất là đường sắt. Giáo sư Tra cũng cho rằng đây là định hướng phát triển đúng vì tầm quan trọng của yếu tố địa kinh tế trong giao lưu quốc tế ngày càng trở nên nổi bật trong bối cảnh chính trị quốc tế ngày càng phức tạp. Theo ông Tra, việc xây dựng liên kết trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó có đường sắt xuyên biên giới, năng lượng, công nghiệp chế biến, đặc biệt là giữa các tỉnh miền Bắc Việt Nam và miền Nam Trung Quốc, sẽ đem lại lợi ích trực tiếp trong bối cảnh tính cạnh tranh của hai khu vực này trong kinh tế toàn cầu là còn tương đối hạn chế. Hiện nay, hệ thống đường sắt của hai nước chưa tương thích nên tàu hàng tới biên giới sẽ cần thời gian bóc dỡ. Do đó, tăng cường kết nối đường sắt có thể thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc, tạo cú hích cho du lịch và hội nhập hơn nữa các ngành công nghiệp sản xuất của hai nước theo khuôn khổ hai hành lang Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng và vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ. Đặt trong bối cảnh ấy, chuyên gia cho rằng những tiếp xúc cấp cao giữa hai lãnh đạo hai nước nói chung
và chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nói riêng sẽ là cú hích cho những dự án kinh tế tương lai của Việt Nam, Trung Quốc. Giáo sư Trà đánh giá rằng các chuyến thăm cấp cao giữa chính phủ Việt Nam và Trung Quốc sẽ tạo cơ hội tốt cho doanh nghiệp và người dân hai nước tự lực và dần gia nhập chuỗi công nghiệp quốc tế trung và cao cấp. Báo Vietnamnet có bài viết cùng với chuyến thăm Việt Nam dự kiến vào ngày 12-13 tháng 12 tới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có tổng cộng 4 lần thăm Việt Nam trên các cương vị khác nhau. Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang cho biết, kể từ khi bình thường hóa quan hệ, đây là lần đầu tiên có một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc thăm Việt Nam đến 3 lần. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, kể từ khi đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, ông Tập Cận Bình từng 3 lần thăm Việt Nam. Trên cương vị Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam vào tháng 12 năm 2011 theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Trong chuyến thăm, ông Tập Cận Bình đã gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hội kiến với Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào tháng 11 năm 2015 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm, ông Tập Cận Bình đã hội đàm, hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón. Trong tuyên bố chung của chuyến thăm, Việt Nam và Trung Quốc thống nhất kế thừa và phát huy, thực hiện tốt phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Hai Tổng Bí thư dự và phát biểu tại chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Trung lần thứ 16. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Đây là lần thứ hai một lãnh đạo Trung Quốc phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã phát biểu trước Quốc hội. Đến tháng 11 năm 2017, ông Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình ngay sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón. Trong chuyến thăm, hai bên nhất trí tích cực giải quyết những khó khăn vướng mắc, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung không ngừng phát triển ổn định, bền vững. Tại khu di tích Nha San Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo dọc đường xoài, thưởng thức trà tại Nha San Bác Hồ. Còn báo Tin tức có bài viết với tiêu đề thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 7 tháng 12 liên quan đến chuyến thăm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, ngay sau khi Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra thành công, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành chuyến thăm Trung Quốc 30 tháng 10 đến 1 tháng 11 năm 2022 theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã đi sâu trao đổi về các định hướng lớn nhằm phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện song phương. Từ đầu năm đến nay, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên diễn ra thường xuyên, trao đổi giữa các bộ, ngành, địa phương duy trì chặt chẽ, hợp tác trên các lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Ông Uông Văn Bân cho rằng Việt Nam và Trung Quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa, đều đang thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và cải cách phù hợp với tình hình của mỗi nước. Việc tăng cường đoàn kết hữu nghị và làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi, phù hợp với lợi ích chung của cả hai bên, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Báo Dân trí thông tin, một bản tin của Xinhua cho biết ông Tập đã ngồi tàu hỏa khi thăm Thượng Hải vào tuần trước. Và chiều ngày 28 tháng 11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến Sở Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải để thị sát ngay sau khi ông xuống tàu, Xinhua viết. Trên đường về Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc dừng chân tại một khu tưởng niệm ở Diêm Thành, cách Thượng Hải khoảng 300 km về phía Tây Bắc. Bản tin của Xinhua không đề cập, nhưng các nguồn thạo tin cho biết ông Tập cũng ngồi tàu hỏa cho hành trình về. Ông Tập đến Thượng Hải bằng tàu hỏa và cũng quay về bằng tàu hỏa. Đó là lý do ông ấy có thể dừng ở Diêm Thành, một nguồn tin cho biết.
Một nguồn tin khác nói tàu cao tốc là phương án nhanh và rẻ hơn so với đường bay Bắc Kinh-Thượng Hải, đồng thời cũng linh hoạt hơn vì có thể dừng lại ở nhiều điểm. Hành trình dài 1.300 km giữa hai thành phố trên mất chưa đầy 4,5 giờ đi tàu cao tốc. Nếu tính tổng thể, đi lại bằng tàu cao tốc thực sự nhanh hơn ngồi máy bay mất 2 giờ 15 phút vì thời gian đi đi về sân bay có thể rất dài. Nguồn tin nói, đi tàu tiết kiệm hơn ngồi máy bay và còn cho phép nhà lãnh đạo quyết định điểm dừng bổ sung trong chuyến trở về. Theo Xinhua, ông Tập đã thực hiện 13 chuyến thị sát khu vực trong năm nay. Ít nhất 4 chuyến đi của ông được thực hiện bằng tàu hỏa, bao gồm chuyến đi gần nhất tới Thượng Hải. Tháng 10 năm 2022, nhà lãnh đạo đã đi tàu hỏa đến Diên An ở Thiểm Tây. Thành phố là cái nôi của phong trào cách mạng khai sinh Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và vào năm 2020, khi đến thăm đặc khu Hồng Kông để dự lễ kỷ niệm 25 năm thành phố này được trao trả cho Trung Quốc, ông Tập cũng đã di chuyển bằng tàu hỏa. Tàu hỏa vẫn là phương tiện di chuyển thường thấy của các nhà lãnh đạo Đảng Trung Quốc. Cố Chủ tịch Mao Trạch Đông đã có chuyến đi tàu hỏa kéo dài 10 ngày tới Moscow vào năm 1949, chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông. Cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình cũng dùng tàu hỏa làm phương tiện di chuyển chính. Ông đã ngồi tàu hỏa trong hơn một tháng thực hiện chuyến công du miền Nam nổi tiếng vào năm 1992, thời điểm then chốt trong quá trình cải cách mở cửa của Trung Quốc. Một nhà nghiên cứu khoa học chính trị tại Đại học Bắc Kinh nhận định tàu hỏa có thể là lựa chọn ưu tiên của ông Tập khi đi công tác trong nước vì an toàn hơn máy bay và cũng có thể giúp nhà lãnh đạo có thêm thông tin trong hành trình. Rất khó để các chính quyền địa phương giấu các vấn đề dọc theo tuyến đường sắt. Nhà nghiên cứu trên cho biết ông Tập có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn khi đi tàu so với ngồi máy bay. Thông tin bài viết trên có thể coi là thú vị khi sắp tới đây, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!